cùng một đạo lý như vậy. Bất trung bất hiếu, niệm Phật cũng không thể giảng sanh thế giới cực lạc. Bạn ở niệm Phật đường thành tâm thành ý niệm, mỗi ngày niệm 100.000 tiếng Phật hiệu vẫn không thể giảng sanh như thường. Cho nên hai chữ này không những là căn bản của làm người, mà còn là đại căn đại bản của tu hành, tuyệt đối không được lơ là. Hai chữ này chúng ta cần dùng nhiều thời gian một chút để nghiên cứu thảo luận. Phật pháp nói dụng tâm, đều khuyên người phát tâm Bồ Đề. Ở trong tâm Bồ Đề nói trực tâm, nói tâm chí thành, đó là hiếu. Chân thành đến cực điểm, đây là chân tâm, là bổn tánh, là thể của tâm Bồ Đề. Tâm tánh khởi tác dụng, có cái đối với bản thân, có cái đối với người khác. Cái đối với bản thân là thâm tâm, thâm tâm là tâm tự lợi. Đối với người khác là tâm đại bi, tâm đại từ bi, đây là lợi tha. Cho nên thâm tâm cùng với tâm đại bi, đây là ý nghĩa của trung. Tâm của bạn khởi cái tác dụng đúng đắn này, thuần chánh, không tà. Cái gì gọi là thâm tâm? Cổ đức giải thích hiếu đức, hiếu thiện. Cách nói này rất hay. Cái tâm ưa đức mến thiện. Thế nào gọi là đức? Phần trước đã giảng, giữ tâm là đức. Giữ cái tâm gì vậy? Chúng tôi đem giáo huấn của Thánh Hiền Thế Xuất Thế Gian quy nạp thành 10 chữ: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở trong tâm thường giữ 10 chữ này chính là thâm tâm. Đây là tự thọ dụng. Các vị thật sự có thể thường giữ 10 chữ này thì tự nhiên khỏe mạnh trường thọ, tâm trạng vui vẻ, người thế gian gọi là hạnh phúc mỹ mãn, liền hiển hiện ra ngay. Sự lo nghĩ của bạn, phiền não của bạn, nghiệp tội của bạn liền có thể tiêu trừ. Nếu như làm trái ngược lại 10 chữ này là bạn tạo nghiệp. Bạn không thể xa lìa phiền não, không thể xa lìa lo nghĩ, không thể xa lìa nghiệp ác. Tâm giữ được 10 chữ này, đây chính là có đức. Ở trong phần văn trước nói là tích đức. Niệm niệm không quên 10 chữ này, đây là tích đức. Còn lũy công, tâm đại bi lợi tha là lũy công. Bạn thật sự tích đức. Đức biểu hiện ở đâu vậy? Đức là biểu hiện ở trên hình tướng của bạn. Cổ nhân cái gọi là sự thật bên trong tất sẽ thể hiện ra hình dáng. Tướng mạo của bạn, thái độ biểu hiện của bạn đã hoàn toàn đem 10 chữ này biểu hiện ra rồi, ra ngay trên vẻ mặt của bạn. Phật pháp nói lục căn ngôn đầu phóng quang động địa. Phóng quang là sao? 10 chữ này là phóng quang. Động địa là cảm động người khác.
tướng mạo của bạn, lời nói cử chỉ của bạn biểu hiện ra một cách rất tự nhiên, nhìn thấu buông xuống tự tại tùy duyên. Tám chữ này chính là phóng quang động địa. Lại cộng thêm niệm Phật, thế thì càng không thể nghĩ bàn. Như vậy mới đạt đến cứu cánh viên mãn. Mười câu này, tôi nghĩ mỗi một đồng tu chúng ta đều nhớ rất rõ ràng, đều có thể nói được. Thế nhưng không có đem nó để ở trong tâm, không có đem nó để ở trong hành vi, cho nên chúng ta công phu vẫn không đắc lực như cũ, vẫn là đang tạo nghiệp lục đạo như xưa. Nói nghiệp lục đạo vẫn còn thấy dễ nghe, trên thực tế là tạo nghiệp tam độ. Làm sao chịu thấu nổi đây? Mấy năm gần đây, việc chúng ta học Phật hơn kia, Đại sứ Trần đã hỏi tôi, chúng ta hiện nay cái đề mục này là gì? Tôi liền nói với ông, chúng ta có tổng đề mục gồm 8 chữ: học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Mục đích của chúng ta là tri ân báo ân. Phải thực tiễn tri ân báo ân. Người học Phật chúng ta tri ân báo ân cứ nói ở ngoài cửa miệng, ngày ngày niệm trên đền bốn ân nặng dưới cứu khổ ba đường. Thế nào gọi là bốn ân nặng thì không biết. Cha mẹ đối với chúng ta có ân gì? Thầy cô đối với chúng ta có ân gì? Quốc gia xã hội đối với chúng ta có ân gì? Tất cả chúng sanh đối với chúng ta có ân gì? Có được mấy người biết chứ? Không biết chính là một sự sỉ nhục. Biết mà không thể làm được cũng là sỉ nhục. Phải thực sự là hiểu rõ nó. Cho nên Phật pháp dạy học tính giải hành chứng. Tại vì sao bạn không làm được? Bạn giải chưa đủ thấu triệt. Nếu như bạn lý giải thấu triệt rồi, bạn nhất định sẽ làm. Không cần người khác cổ vũ, không cần người khác ép buộc, tự động tự phát đi làm. Giải chưa đủ sâu, chưa đủ triệt để. Tại vì sao lại có loại hiện tượng này? Vẫn là một câu thường nói: không ham học, không chịu học, thế thì vô phương rồi. Ai có thể học được vậy? Người ham học học được. Có thể nói, tôi năm xưa ở Đài Trung, khi thân cận lão sư Lý, vào lúc đó tôi còn là tại gia, vẫn chưa xuất gia. Tôi theo lão sư 1 năm 3 tháng, sau đó đến Đài Bắc xuất gia. Lão sư Lý vào thời đó sống ở Đài Trung đã được 10 năm, học trò mười mấy vạn người. Lão sư đã nói một câu rất cảm khái. Ngài nói, nhiều người trong số các bạn đã theo tôi mười mấy năm rồi mà chưa có học được gì. Người học được thì đã đi rồi. Đồng tu Đại Trung chạy đến Đài Bắc để tìm tôi. Họ nói, thầy nói anh đã học được từ thầy. Anh học được cái gì vậy? Tôi nói, lão sư không phải đặc biệt dạy riêng cho tôi. Khi lên lớp chẳng phải đều học cùng với mọi người các anh sao? Đây là lời thành thật, lão sư hoàn toàn không có đặc biệt dạy tôi. Tại vì sao tôi có thể học được, các anh không thể học được gì? Tôi có tâm, các anh không có tâm. Tôi muốn học, chịu học. Các anh thì tuy ngày ngày ngồi ở đó, nghe nhiều hơn tôi, cơ hội nhiều hơn tôi,
các anh nghe như gió thổi qua tai, các anh nghe rồi không có để ở trong tâm. Cho nên không chịu học, hằng ngày ở bên thầy, ở cả đời, nhưng vẫn là tạo tam đồ địa ngục, tạo nghiệp báo. Đó thật sự là đáng tiếc. Hôm nay chúng ta nhìn thấy hai chữ trung hiếu thì cảm xúc của tôi thật vô cùng sâu sắc. Chú giải của đoạn văn này cũng nhiều, hơn 30 trang. Hy vọng các vị xem thật kỹ, xem rồi các vị tiếp tục nghe tôi giảng giải thêm. Quả nhiên chịu học, thích học, chăm chỉ học tập, bạn nhất định sẽ được thọ dụng. Cái thọ dụng này không chỉ một đời, mà quyết định giảng sanh bất thối thành Phật.